Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Muôn Màu Vinix. Đâu đang có đâu có chọn cái mày đâu mà tại sao vậy hả? Cái Linh đâu? Cháu đảm bảo tiêm đủ vaccine phòng chống Covid-19, thực hiện nghiêm túc quy định về quét mã QR, khai báo y tế vào sân vận động. Các khán giả, cổ động viên tuân thủ hướng dẫn của ban tổ chức sân trong việc thực hiện xếp hàng mua vé vào sân, tuân thủ quy định giãn cách khi xếp hàng và đảm bảo quy định giãn cách trên các khu vực khán đài theo hướng dẫn của ban tổ chức trong suốt thời gian theo dõi cổ vũ trận đấu. Chấp hành các hướng dẫn của ban tổ chức trong sân trong việc kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn khi vào sân. Thực hiện quy định mang khẩu trang khi đến sân và trong suốt thời gian theo dõi cổ vũ, làm nhiệm vụ tại trận đấu, hạn chế tối đa các tiếp xúc không cần thiết. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo, không hạt nhổ bừa bãi. Không sử dụng chung đồ cá nhân. Khi có dấu hiệu ho, sốt nên liên hệ ngay với ban tổ chức hoặc lực lượng y tế tại sân để kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp. Vì sức khỏe của bản thân, của những người xung quanh và cộng đồng xã hội, rất mong quý vị khán giả, lực lượng làm nhiệm vụ tại sân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như đã khuyến cáo. Xin cảm ơn. Nếu cảm thấy video này thú vị thì đừng quên nhấn nút subscribe cho kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.